Nói chung là không có hô, không thói. Sao vậy? Hô hô chứ có gì đâu. Ví dụ như gặp người hô, người hói người ta. Dạ, em tên Trần Quốc Vương, em 38 tuổi. Em đến từ Quảng Ngãi. Làm nghề gì? Em làm điện cơ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trần Quân Vương hả? Chú cha tên dữ ta. Quân Vương. Trần Quân Vương. Rồi, mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trâm, năm nay em 33 tuổi. Quê ở Tây Ninh, em đang làm nhân viên chứng từ của một công ty xuất nhập khẩu ở quận 7. Quận 7 với lại quận 12 cũng gần nhau, cũng được. Gần quá ha. Trong thành phố làm thế nào bạn? Dạ, em mở một cái tiệm nhỏ nhỏ, em sửa chữa với em buôn bán. Coi như là có cơ sở riêng rồi đó nha. Hôm nay em đến đây em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Chiều cao thì em khoảng tầm 1m55. Vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chia sẻ, biết kính trên người dưới. Đơn giản vậy thôi ha. Bên đây hồi hộp quá, ngượng ngào. Bình tĩnh em, bình tĩnh em, hít thở sâu và trả lời. Mẫu người em muốn tìm là người bạn trai như thế nào? Nói chung là không có hô, không thói. Sao vậy? Hô hô chứ có gì đâu. Ví dụ như gặp người hô, người hói người ta. Cái đó chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi. Còn ví dụ như em gặp mà em cảm thấy ảnh dễ mến hay là tạo cho em một cái sự tin tưởng gì đó thì cũng được anh. Ừ, ở đây được. Câu vậy sao vớt lại được ha. Rồi mình nói chút xíu về tình trường của mình đi bạn gái. Em có hai mối tình sâu đậm nhất là mối tình 5 năm và mối tình 4 năm. Trời ơi. Yêu nhau 10 năm rồi. Thôi, yêu dài dữ vậy mà sao không dứt sớm sớm đi để đi kiếm người mới mà để anh chiên cái 4 năm, cái 5 năm, cái hết 10 năm cuộc đời rồi em. Lúc đầu cũng yêu nhau thấm thiết lắm mà, nhưng mà cuối cùng tự nhiên không còn nữa. Bây giờ mối tình này nếu mà yêu được thì bao lâu nữa tiến tới hôn nhân? Thuận theo tự nhiên thôi chị. Trời ơi, đừng có để 4 5 năm lâu anh, lắm. Mình tìm ra được cái nguyên nhân mà lý do gì đó mà hai mối tình nó dài. Đúng rồi, hai mối tình gần 10 năm mình phải rút ra cái kinh nghiệm gì chứ. Cái mối tình đầu á là lúc đó còn trẻ anh. À. Còn cái sau á là do cả hai đều nóng tính á chị. Xong rồi anh kia thì nóng quá, em cũng nóng nhưng mà nóng vừa vừa. Rồi cái cuối cùng trong cái lúc mà dạ nóng quá thì mình có một cái quyết định không có được sáng suốt á chị. Lỡ rồi mình thì mình đi kiếm lại. À. Anh bên kia có nóng tính không anh? Anh cũng có em, nhưng mà mỗi lúc anh nóng tính có thể là anh không có nói, nhưng mà anh sẽ tìm một cái chồng ăn uống hay là đi uống cà phê một mình, có thể là vậy. Tôi nóng lên đi uống cà phê, nóng lên đi ăn uống. Bạn trai bên kia tình trường mình như thế nào? Chính thức thì em có một mối tình gì có từ chia tay này được 4 năm rồi. Quen lâu không mà chia tay? Quen được 4 năm. Trời. Lý do tại sao chia tay? Có một chút bên phần gia đình đó. Em cũng đã cố gắng nhưng mà vượt qua không được. Gia đình bên bạn gái hay là gia đình bên mình? Bằng dạ, gia đình bên gái. Trải qua cũng một thời gian dài, mình tuổi cũng không có còn nhỏ nữa. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích là gia trưởng hỏi ra là động tay động chân, không có chia sẻ chị. Bắt đối phương phải chịu đựng quá nhiều thì em không thích. Có khi nào bạn nghĩ là mình sẽ đánh bạn gái không? Dạ không, cái đó tuyệt đối. Đó là em nói từ nhỏ rồi. Cô này cũng rất là cá tính, nóng tính nữa. Nếu như hai người lấy nhau thì mình sẽ lập nghiệp, mình sinh sống ở đâu? Em dự định là sẽ ở tại thành phố Hồ Chí Minh là gì? Công việc của anh hiện nay ổn định? Dạ em cũng tạm ổn định. 38 tuổi là cũng lớn rồi đúng không? Em có cái tiệm đó, mua bán sửa chữa điện cơ đó. Đó là nhà mình luôn hay là mặt bằng? Cái đó em đang thuê chạy. Nhà người thì có lẽ là em cũng đang định hướng để mua. Bây giờ được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng tầm cỡ trên dưới 1 năm. Trên dưới 1 năm nữa là được ha. Dạ. Rồi, rất là đứng đắn, chững chạc. Còn em thì sao? Chào anh Quan, xem bạn gái thế nào. Chào anh. Chào em. Nếu như có một người đàn ông rất yêu thương em cũng yêu anh ấy nhiều lắm, nhưng mà họ có một hoàn cảnh rất là khó khăn, gia đình em không đồng ý, vậy thì em có đủ bản lĩnh để vượt qua những cái điều đó hay không? Lúc nào gia đình em cũng đồng ý hết á, từ nhỏ tới lớn á, không đồng ý cuối cùng em thuyết phục cũng được, nên em không có ngại vấn đề bên nhà em. Em có ngại quen một cái người mà họ đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt kinh tế, nhưng với họ ý chí nghị lực rất là mạnh mẽ không? Có ý chí là được anh. Em thì em rất là chia sẻ, nhưng mà nếu mà yêu thương người phụ nữ của mình thì đừng để cho họ phải chịu khổ lâu quá. Người phụ nữ cứ chia sẻ trong một thời gian quá dài thì mình đâu có cần cái gì phải cố gắng đâu. Thì như vậy em không chấp nhận. Không phải không là tốt lắm. Ý cầu tiến trong cuộc sống. Dạ đúng rồi. Anh này anh nghĩ rằng anh rất là quan tâm chia sẻ với người đó, anh sống rất là nội tâm. Thôi bây giờ thì có lẽ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Hôm nay em đi với ai? Em đi với hai chị đồng nghiệp với lại bạn của em. Chào em. Chào anh Huyền Linh với chị Cát Tường.
Trâm thì làm với em cũng lâu rồi, cũng khoảng 9 năm. Tánh của Trâm thì được cái là rất là thẳng tính, không đúng cái gì thì sẽ nói thẳng hết. Em nghĩ anh là cũng khá là chững chạc và điềm đạm. Anh cũng sẽ biết kiềm chế để chia sẻ cùng với bạn bạn Trâm. Biết gọi là nhường nhịn chút xíu được rồi. Thôi cảm ơn bạn. Thằng trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với một số người bạn của em. Mấy người bạn? Em chào chị Khách Phượng và chị anh Quỳnh Liên. Bạn Vương tính thì không, cũng không nóng lắm đâu. Khi nào mà nóng thì bạn ít nói. Như thế em thì một người phụ nữ thì mình phải người mình là cơm sôi bất lửa, chồng dẫn bất lời. Mình phải người đầu tiên kiềm chế lại trước, rồi sau đó có chuyện gì mình ngồi lại với bạn đọc với nói chuyện với nhau để những cái gì đúng cái gì sai. Còn bên bạn gái thì mình thấy cũng đẹp dễ thương, hai bạn có đến với nhau được thì cũng được tùy thuộc vào vấn đề rất là nhiều. Rồi cảm ơn anh. Chúng ta kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nào. Chúng ta có 2 phút thôi nha bạn nha. Bây giờ không khí cũng trầm lắng, anh nghĩ rằng bạn trai hãy hát một bài nào đó để gây ấn tượng với bạn nữ nào. Anh không đi tìm người yêu lý tuyến đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đáy cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận về nhau. Anh cho em hỏi là thí dụ như em với anh quen nhau đi mà ba má anh không có chấp nhận em điểm gì đó thì anh sẽ như thế nào? Cái này thì anh nghĩ chắc ba má anh không có vấn đề. Nhưng mà anh nói giả sử như ba má anh có coi nữa thì anh cũng sẽ tìm cách nào đó để thuyết phục. Cái quan trọng là anh cứ vợ cứ cho anh cái tìm hiểu em. Anh cho em hỏi là cái quan niệm của anh về tình yêu nó như thế nào ha? Từ lúc mà anh còn nhỏ là anh cái tư tưởng anh là anh xác định quan là sẽ cưới. Cho nên là từ cái lúc mà 30 tuổi trở về trước là anh không có bạn gái. Anh chỉ còn chẳng qua là bạn bè. Còn sau 30 tuổi là bắt đầu anh muốn tìm hiểu. Trong không gian gia đình thì anh sẽ cần một người là cũng phải biết quan tâm chia sẻ. Mình phải biết làm sao để mà có cái điều tiết giữa hai bên. Để mình cân nhắc để cho anh đừng có xảy ra những cái gì nó quá đi quá xa. Em đính chính lại là hồi nãy em nói là em nóng tính, nhưng mà có nghĩa là trước đó là em sẽ là người chịu đựng trước. Có nghĩa là lúc nào mình cũng phải quan tâm chia sẻ và cái gì cũng phải chia sẻ với nhau hết. Chia có chia gì chia thì chia cứ nói ra. Em thì em không có bắt đối phương chịu đựng em quá nhiều đâu, em cũng không có bắt là anh làm cho em cái đó, mà còn em thì cứ là người nhận không. Em thì có qua có lại. Cái bữa ăn gia đình đối với anh thì nó cũng hơi khá quan trọng. Cho nên là em biết nấu ăn nữa là rất ok. Nhưng mà anh có phụ người ta nấu không? Anh kêu người ta nấu. Anh rất sẵn sàng và điều đó anh làm rất là ok. Mình nên cái vấn đề là mình sẽ phát triển kinh tế trong tương lai thế nào để sau này còn có vợ có con, chỗ ở, lo cho vợ cho con nữa. Bởi vì cô này nói đúng đó, phụ nữ không thể nào chịu đựng khổ mãi, chia sẻ chờ lâu mãi quá được. Em thì hiện tại em đang sửa chữa, là em buôn bán trôi đổi thì cũng, nhưng mà tương lai em cũng đang sản xuất ra để mà phân phối cho đại lý, rồi đại lý phân phối tiếp. Được đó, cái sản xuất phân phối là hay đấy. Em cũng đang làm và cuối có lẽ cuối năm nay em sẽ ổn định. Em cũng nghĩ vậy. Anh sẽ cho em một cơ hội và em cũng sẽ cho anh một cơ hội. Rồi. Đặt tay vào nút bấm luôn. Rất rõ ràng, rất thẳng thắn, rất chân thành. Nào, hãy để tay vào nút bấm các bạn. Suy nghĩ thật kỹ đếm nha. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Mình cũng phải nói là cũng lớn rồi ha. Chuyện tình yêu thì nó không còn gọi là lúc như lúc trẻ mà gọi là còn nông nổi nữa. Bây giờ mọi người đều có suy nghĩ chín chắn. Chúng ta cố gắng thực hiện những ước mơ, những khát vọng của mình. Em cảm ơn chương trình, em cảm ơn ban biên tập đã tạo cơ hội cho tụi em gặp nhau. Cố gắng lên đàn trai nha. Mình sẽ vượt qua tất cả mọi thứ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh ở bên kia ạ. Em tên là Trân, hiện nay em 29 tuổi.
và đang là nhân viên cho một văn phòng đại diện của Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh. À, mình làm về cái gì trong văn phòng đó? Dạ em là nhân viên kinh doanh nhưng mà kim luôn quản lý chất lượng. Wow. Dạ. Mình quê ở đâu? Dạ em quê ở Bình Định vậy. Rồi mời bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Đức Quốc, năm nay 30 tuổi và quê là ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhưng làm nghề gì bạn? Dạ làm bên mảng pháp lý của một công ty kiểm toán. Lý do tại sao bạn đến đây, bạn trai? Dạ do em ế. Tại sao ế? Em cũng có qua là hai mối tình, chia tay khoảng hơn một năm rồi. Tại mình hay tại ai? Thì tại lý do gì? Do có những vấn đề trục trặc giữa hai bên mà nhiều lúc đẩy nó đi xa quá là không níu kéo lại được. Bây giờ hỏi bạn nữ rồi, nè. Qua bạn gái đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua hai mối tình thời sinh viên. Dạ, nhưng mà có thể là do còn trẻ với lại là chưa có đồng quan điểm và nhiều thứ không hợp nhau nên cũng... Cả hai mối tình thời sinh viên hết có nghĩa là sau này một khoảng thời gian dài mình không có mối tình nào? Dạ cũng có tìm hiểu bạn này bạn kia nhưng mà thực sự gọi là chưa chính thức quen. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một tí. Em cố em nhịn dữ lắm nhưng mà chập em cũng bung ra. Nhưng mà sau đó rồi có thể là em sẽ nhìn lại thì thấy nếu mà mình sai thì mình xin lỗi. Nói xin lỗi rất là khó, mình nói được xin lỗi là mình đã tốt quá rồi, đâu có gì đâu, không sao hết á. Không biết bên kia bạn trai mình có ưu điểm khuyết điểm gì không ha? Em có nghiên cứu và tổng hợp 210 mấy số của bạn muốn hẹn hò thì thấy các bạn nữ là không có thích những người như là hói, hút thuốc lá và gia trưởng. Cái đó thì em có, cái đó thì em không có. Tổng hợp 200 mấy số luôn á. Thì cái về vấn đề ca hát á, em dở lắm. Vô karaoke em toàn ngủ mà. Ai hát thì hát luôn, em ngủ. Em giỏi chứ, ta hát vậy mà em ngủ được cũng giỏi chứ. Rồi gì nữa? Nhiều lúc là hay quên. Em mà suy nghĩ chuyện gì á là tự nhiên em quên mất mình đang lái xe. Thôi, lúc đó xe lái em cho em còn lái xe nữa. Nguy hiểm quá. Không, chuyện nào mà nó quan trọng cần suy nghĩ á. Dạ chị. Có làm sao không? Dạ không chị, lúc đó là đi chạm với chị. Cái này không có được nha. Mai mốt có suy nghĩ gì tấp vô lề suy nghĩ giùm tôi cái nha. Cái đó là mình tâm hơi tâm hất quá, mình bỏ nguy hiểm đến tính mạng không có nên. Dạ hết rồi chị. Rồi mà bây giờ thích cái mẫu người bạn gái thì sao? Hiền lành, biết quan tâm gia đình. Đừng có sống ảo chị. Sống ảo là sao? Dạ bây giờ thì cứ lên Facebook một ngày đăng mấy tin rồi cảm xúc đang cảm thấy muốn gì đó. Mệt lắm. Cảm thấy muốn đi chơi, cảm thấy muốn đi biển, muốn gì nó đại với em đi ha. Chứ dạ. Bây giờ không thích gì hả bạn nữ? Chi ly tính toán quá. Trời đàn bà giữ hòm chìa khóa trong nhà mà không tính toán rồi sao còn của? Thì có chuyện gì tính thì được, ví dụ ra chợ mua rau cá rồi. Phải trả giá chứ. Tính 1-2 ngàn rồi chi ly quá cũng được. Ủa vậy hả? Rồi mai mốt tiền tài chính trong nhà tiền ai lo, ai giữ tiền? Dạ thôi nữ lo cho chị, tại em thoáng lắm. Ừ chứ em lo chắc không còn gì quá à. Rồi bây giờ đi làm 10 đồng thì về đưa vợ mấy đồng? Thôi đưa 8 anh chị, còn 2 cà phê với lại... Rồi, chuyện nào tiến tới hôn nhân được? Thôi lúc nào cũng được chị. Có chuẩn bị gì chưa? Em thì có căn hộ ở thành phố rồi. Vậy được mà rồi. Chưa lấy số hồng. Thôi được rồi, miễn có được rồi. Ngắn gọn thôi. Chị Tường chỉ quan tâm đến nhà cửa. Có nhà rồi em. Có nhà thì mới yên tâm ha. Anh thì quan tâm tới khát vọng và ước mơ thôi. Nào. Em chào anh. Chào cô gái. Dạ. Em phải thực tế chứ. Yêu cầu một người như thế nào? Em thích một bạn cao ráo, nhìn sáng sủa với lại nhìn mặt không có gian gian điệu điệu. Anh này nhìn không có gian cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm nhưng cũng đôi khi tối sủa nữa. Với lại là em cũng không thích con trai vũ phu. Ví dụ như đánh con phụ nữ hay là nói chuyện với phụ nữ mà cứ cố tranh phần hơn hay là sao đó. Vũ phu thì không được rồi. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa? Dạ, nói chung là em thích một bạn nam nhiệt tình với những người xung quanh và biết quan tâm đến người khác. Anh kiểm tra xem sao nha. Hỏi cái vũ phu giùm em nha. Rồi. Không dạ, này chắc vũ phu không nổi đâu. Có vũ phu không? Không anh. Vũ nữ? Không. Rồi, hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không bạn? Dạ, em có em họ với lại là bạn thân của em ạ. Rồi, em họ với bạn thân đâu ạ? Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Và dạ, chào kính chào quý vị khán giả. Thì em là em họ của chị Trân. Nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện của anh chị thì em nhận thấy rằng ở anh có một cái sự chững chạc, điềm đạm. Nói chung là anh rất là chỉnh chu. Em cũng chia sẻ thêm với anh á là chị Trân của em á là người rất là nhiệt tình, rất chung thủy, rất là biết lo lắng quán xuyến cho gia đình, mà thật sự là một người phụ nữ của gia đình. Em rồi, xin rồi, cảm ơn em. Hôm nay ông có đi với ai không? Em có đi với em họ, em ruột, 4 người bạn và 11 người đồng nghiệp. Coi như hết ở Dương Khán Đài luôn. Nguyên đó. Fan club này luôn. Trời ơi đông quá. Rồi bây giờ ai đại diện nè? Em ruột trước đi. Dạ em chào ông Quyền Linh, chị Cát Tường và khán giả trong khán phòng ạ. Em chào chị luôn ạ. Theo em nhận xét thì chị thì em cảm thấy ok, dễ hiền,
Được, còn bây giờ em cảm thấy thì anh chị có cho nhau một cơ hội đi. Anh em cũng lớn rồi, chắc chúng qua năm sau nếu được thì hai anh chị tiến tới luôn. Đúng rồi, chị cũng mong vậy lắm á. Rồi, dạ rồi. Xong. Thôi, bây giờ tham khảo hai bên xong rồi. Mình kéo màn gặp nhau nha. Nào. Em chào anh ạ. Tặng. Dạ, em cảm ơn anh. Em cấp món quà tặng anh. Người tặng quà ta chưa nói năng chơi quay lưng lui trời thiệt chứ. Nghe chị. Dạ, quyển sách này thì em cũng chưa có đọc. Em tặng anh ấy, nhưng mà anh đọc rồi thì anh có thể cho mượn đọc lại. Rồi, anh cũng nói đi, anh tặng hoa đi. Rồi khi nào em xài, khi nào héo em gửi lên anh. Rồi khi nào khô nó để lại, rồi em cất trong nhà làm kỷ niệm cho tới già luôn. Mình lấy ra mình nói nhớ ngày đầu gặp gỡ, bó hoa này anh tặng em đó. Nó ý nghĩa lắm chứ bộ, đúng không? Thôi, bây giờ hai người chúng ta sẽ cùng trao đổi để xem không tim đập mạnh hay không. Bắt đầu. Ai nói không? Trời ơi, xí trước khi nói giờ mới thấy, nãy giờ không thấy. Ngày xưa có một chuyện tình, cổ ghi ra trong này rõ luôn. Bạn muốn hẹn hò, cô tiêu chuẩn luôn ngoại hình, cao ráo, dễ nhìn. Cô để cô viết ra cái list sẵn luôn. Giờ bây giờ em nhìn cái list này nè, em đọc rồi em nhìn ảnh coi có trúng chưa. Đúng rồi đó. Đọc bao đêm viết ra được thì phải bỏ bố thì phải. Không, cái này cho em giải thích. Đọc đi. Không phải, cái này em giải thích chút xíu. Tại vì cái tính em nó hay quên. Em làm việc với sếp Nhật thì lúc nào cũng phải có bút để ghi. Không sao, không sao. Anh thử đọc coi giống anh không? Cái này là, thực ra nó là quà tặng kèm với cuốn sách đó nhưng mà... Em tặng đi. Vậy là... Dạ, sau này... Anh không giống gì trong suy nghĩ của em rồi đúng không? Nên em giấu luôn đúng không? Dạ, anh có. Nếu sau này em với anh đến được với nhau thì anh đọc sau đi. Còn bây giờ anh cứ để một phần là bí mật. Chắc trong kia yêu cầu cao lắm hay sao? Thôi, hai người tâm sự đi. Dạ, hồi trước tại vì em hay coi phim Hàn Quốc cho nên em hơi thích con trai cái kiểu giống như mấy oppa bên Hàn Quốc kia, và nhìn anh như vậy là em thấy cũng ok rồi. Với lại là em đặc biệt là thích con trai mặc quần tây, áo sơ mi trắng. Wow. Không biết là hôm nay là mọi người trong văn phòng của anh là cùng nhau nghỉ làm để đi đến đây hay là sao? Anh vụ nghỉ hết. Nhớ mặc bộ đồ đựng thai luôn nha. Em cảm nhận về bạn gái thế nào? Xinh. Tươi. Bình thường nó gọi là tươi mà không cần tưới luôn á. Không, nó là dễ thương. Vậy hết rồi. Dạ. Rồi, nếu mà hẹn hò nhau thì mình như thế nào? Thường em làm một tuần bao nhiêu buổi? Dạ, em làm nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà thỉnh thoảng thì em đi công tác. Mà em làm gì nãy vậy ta? Anh nghe không rõ. Dạ, em đi mua hàng thủy sản để sang Nhật. Em có mua ốc hương không? Ốc hương á? Ốc hương, à. Nhà anh bên trên nuôi ốc hương hả? Dạ, đúng rồi, anh nuôi. Thế anh là kháng sinh nhiều lắm không? Em chủ yếu là em coi bên tôm với lại hàng giá trị gia tăng là những cái mặt hàng kiểu tempura mấy con mà. Tôm à? Dạ, tôm nhanh cũng được. Rồi vô con người đi. Tình yêu một móc mối làm ăn hả? Em hỏi nghề, dính nghề. Rồi, chỗ này phải móc mối làm ăn. Nhưng mà tại vì em mua là em mua qua nhà máy chứ em không mua nguyên liệu. Không có mua đâu, nhân ấm. Mua anh nghe không? Đây không chỗ phải chỗ bắt ốc. Bắt đầu nói chuyện tình yêu. Lợi dụng diễn đàn mua bán. Dạ, em cũng thích ăn ốc lắm anh. Thôi mình nói chuyện hẹn hò nhau lần đầu ở đâu đi. Thôi chuyện nó bỏ qua đi. Dạ. Nếu như mà tình cảm mà đã chín mùi mà đi đến hôn nhân được thì lúc này cũng được. Dạ. Tại gia đình em thì cũng, gia đình anh thì cũng dễ. Dạ. Còn em thì sao? Dạ, em thấy là em cũng đủ sẵn sàng để mà lập gia đình. Khoảng mấy năm? Dạ, bây giờ là em thấy em cũng có thể là trở thành người phụ nữ của gia đình được rồi. Ra được hả? Ở luôn hả? Cái cuốn này mai mốt anh có đọc được hay không là ăn thua, giờ có bấm nút hay không đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ cho suy kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Rồi, mời bạn. Sao bạn nào không bấm bạn? Như là cái nhìn đầu tiên chưa có rung động lắm. Cho nên như cảm nhận của em tình yêu mà đôi khi nó cũng có thể là chưa rung động thì chưa bấm được.
một cô gái rất dễ thương, thông minh, ha, giỏi nữa. Anh nghĩ rằng bạn đã mất một cơ hội rồi đấy. Cảm giác như thế nào? Em và anh gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn việc tiến đến hay không thì cái đó là do duyên số hết. Nên cũng tôn trọng ý kiến của nhau. Yên tâm đi bạn. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng ngàn người bấm nút để chọn bạn nữ nha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia. Để chào hết tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Mình tên Nguyễn Văn Việt, năm nay 47 tuổi. Nghề nghiệp của mình là người chăm sóc nuôi bệnh của công ty dịch vụ 247 á. À, dạ. Tức là anh đi chăm sóc người bệnh. Dạ. Ở đâu cần mình đi chăm sóc hả? Dạ, em ra tới người Bắc luôn á anh Linh. Bất cứ già lớn tuổi gì cũng làm được hết. À. Nằm liệt hay là cái gì làm được hết. Chỉ nghe nói cái nghề của anh thôi là Linh thấy cảm động rồi. Mời nhà gái. Xin chào MC Quỳnh Linh và MC Ngọc Lan. Yeah. Chào tất cả khán giả đang xem ở chương trình. Mình tên là Ngô Thị Tuyết. Yeah. Năm nay mình 50 tuổi. Mình ở Quảng Ninh nhưng hiện đang làm việc ở Phú Quốc và Sài Gòn. Anh Việt nè, đang làm việc tức là chăm sóc người bệnh ở đâu? Dạ, hiện tại bây giờ là ca của em nuôi ở ngay bệnh viện Chợ Rẫy anh. Thuê mình nuôi á, chừng nào mà người ta sức về viện, người ta về, người ta hết mướn rồi mình đi về. À, nuôi bây giờ đang nuôi Chợ Rẫy là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi? Dạ, người đó nay 92 tuổi ạ. Trời ơi. Tại nghề em làm nay là 26 năm rồi, năm 21 tuổi, năm nay 47 tuổi. Mình ở nhà riêng mình ở đâu? Dạ, hiện giờ thì em là đang ở trong công ty ạ. Công ty có nhà nghỉ cho em đó. À, không có nhà riêng. Dạ, em chưa có nhà riêng. À. Nhưng mà ở dưới quê em thì em còn cái nền nhà khoảng 200 mấy mét. Rồi. Nhưng mà em chưa có cất nhà nổi. Ở Tiền Giang hả? Dạ. Ở huyện nào? Em ở huyện Cái Bè ạ. Rồi. Đó. Tình hình vậy là chắc chắn là những cái điểm mạnh của anh Việt á là rất là nhiệt tình, kỹ lưỡng ha. Dạ. Rồi thương người nữa. Dạ. Anh thấy mình có một cái tật xấu gì không? Em thì nói chung là hơi nhẹ dạ hay thì xúc động, ưa xúc động dữ lắm. Nhiều khi em thấy những cái hoàn cảnh, những ai khổ hoặc là em nuôi bệnh, em thấy cái giường kế ca kế bên mà bị con mà nó la mẹ hay la cha gì, cái em làm như là trong cái lòng em muốn chảy nước mắt, em muốn chảy vậy. Em thấy đó là phải tật xấu đâu trời, đó là tật tốt hay xấu gì. Thì nhiều khi thể hiện ra trước mặt người ta thấy, người ta cười á. Rồi mời nhà gái. Ưu điểm của mình thì thương người, yeah, vui vẻ, hòa đồng. Còn khuyết điểm của mình thì cũng đôi khi áp lực công việc cũng có hơi chút xíu nóng tính. Dạ. Lúc nãy em cũng chưa nghe chị nói về công việc của mình, chị chỉ nói là nghề tự do thôi thì em... Thực ra là công việc của mình là mình đang kinh doanh bên bất động sản. Chị bao nhiêu mối tình rồi? Một đời chồng. Nhưng dạ, để mà nói là đến bây giờ đấy, nói là tầm tuổi mình chưa được yêu và chưa biết yêu thì nó cũng hơi kỳ một chút, nhưng mà đúng là như vậy. Hả, là sao chị? Tại vì là người chồng của mình là chơi với anh trai mình. Dạ. Xuống nhà mình chơi từ năm mình chỉ 7-8 tuổi thôi. Thế đến năm mình 17-18 tuổi thì nó chỉ có một chút gọi như là kiểu như là quý nhau cảm tình thôi. Thế lấy nhau về được hơn một năm, khi con mình được 3 tháng thì anh có người khác. Thôi. Dạ. Trời, thương quá. Em xin chia sẻ cái vấn đề này với chị nha. Chị cảm ơn. Dạ. Để bây giờ em qua em nghĩ anh trai bên kia coi như thế nào, rồi em về em báo cáo với chị. Dạ, em chào, chào anh. Đầu tiên là em xin phép được thể hiện cái sự ngưỡng mộ của em dành cho cái công việc của anh. Cảm ơn anh vì đã có cái sự chăm sóc suốt 20 mấy năm cho tất cả những bệnh nhân, những người mà cần cái sự chăm sóc. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Anh ơi, mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nói sự thật thì cái năm vừa rồi nuôi bệnh ở ngoài Quảng Ngãi á, nuôi một năm mấy, nhưng mà có quen một cái người phụ nữ đó. Nhưng mà quen rồi tới chừng nuôi cái ông đó, ông 86 tuổi, ông mất. Ông mất rồi mình mới trở về Sài Gòn thì hai người đã thống nhất chia tay luôn. Nhưng mà quen người nữ đó chưa đụng tới được cái tay luôn. Chú kỳ vậy? Chú... Sao vậy? Chỉ quen qua quen lại nói chuyện thì ra trước quán uống cà phê rồi về mạnh nay nó ngủ rồi chứ chưa có đụng được cái tay cái gì chứ. Có nói yêu đương gì chưa? Có hứa hẹn rồi à. Nhưng mà sao rồi xui quá cái ông bệnh nhân ông nặng quá cái ông mất. À. Phải là ông đó ông sống lại là theo có nắm tay được. (Cười)
Ôi nhưng mối tình sao mà nó oan nghiệt như vậy? Người đã mất, tình cũng đi theo luôn. Thật ra anh chăm sóc bệnh nhân mà những người lớn tuổi, 80 mấy tuổi, 90 mấy tuổi, anh này rất là tuyệt vời luôn á. Sự luôn. Nói thật chứ, xin lỗi không chứ, ai làm được đâu. Cha mẹ mình mà bệnh á, mình chưa chắc mình chăm sóc được á. Huống hồ chi là một người lạ. Nói chung là trong cái nghề nuôi bệnh này sống á, một là phải có cái tâm. Không có tâm nuôi không được. Phải kiên trì, kiên nhẫn làm mới được. Nói chung em cũng quen. Em rất là ngưỡng mộ. Nghe luôn. Thôi là bái phục rồi. Cái mong muốn là anh có cái người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì nói chung là một á, thì cũng hiền nhưng mà cũng phải năng động tí. Cái thứ hai nữa thì phải biết chia sẻ gia đình. Rồi còn ngoài ra không, còn nhiều là kinh tế hoặc là làm kia làm là em lo hết. Trời ơi, thôi được rồi. Miễn có người bên cạnh là được rồi ha. Dạ. Em nuôi Covid nữa anh Linh. Hả? Nuôi Covid á, dạ, Covid, em có nuôi Covid ở trong An Bình á. Em lâu, mình em nuôi 2 ca luôn. Nuôi lâu chưa ta? Em nuôi năm rồi là năm. Năm rồi thôi, năm rồi. Mỗi mình em nuôi 2 ca luôn á. 2 ca luôn. Dạ. Chào MC Quỳnh Ninh. Dạ, chào chị. Ngưỡng mộ lâu quá rồi hôm nay mới được gặp. Cái hoàn cảnh của anh bên đó rất là lạ. Từ xưa giờ Linh mới nghe lần đầu tiên luôn á. Nếu mà có một người chồng thế này, có thể là anh cũng sẽ về để chăm lo cho gia đình. Rồi có thể cùng mình nắm tay đi suốt cuộc đời này được đó. Người này chắc chung thủy lắm á. Ông chưa nắm ai được, giờ ông nắm chắc chặt luôn, ông buông luôn á. Ông không có thời gian đâu đi ngoại tình. Thôi bây giờ mình muốn một người mẫu lý tưởng thế nào? Thực ra vậy nghe câu chuyện của anh ấy thì mình cũng rất là cảm động. Cũng rất là khâm phục một người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ mình đang nghĩ là nếu như mà mình mà có tiến tới với anh ấy xa hơn một chút nữa thì mình thấy là anh sẽ bị thiệt thòi. Thiệt thòi cái là thứ nhất là anh ấy nói là anh chưa vợ. Thứ hai là anh lại còn kém tuổi mình. Thứ ba nữa là nếu như anh ấy chưa có vợ thì tất nhiên là anh ấy sẽ phải tìm những người mà người ta phải sinh con được cho anh ấy. Thì thực ra để mà nói là với tầm tuổi như mình thì 50 mấy còn sinh được, không có lo. Nhưng mà vấn đề là chị có vẻ như chị không muốn hả chị hả? Không phải là chị không muốn, nhưng mà chị sợ anh ấy bị thiệt. Không, thiệt. Không sao đâu. Thí dụ như giờ á là hai người đến với nhau không có sinh được đứa con nào, anh buồn không? Dạ điều đó thì ông trời nếu mà cho thì mình nuôi, không cho thì thôi chắc cũng không buồn đâu anh Linh. Thôi hai mình dạ, cái phụ hỷ nhau cuộc đời được rồi ha. Dạ. Không có cũng không sao đúng không? Dạ. Đó anh không có sợ lo đâu. Ha. Rồi. Giờ mình hỏi người thân đi. Vậy đi. Dạ, anh đi với ai? À nay đi với ship ạ. Ship ngồi ạ. Em xin chào MC Quyền Linh. Chào em gái song sinh của chị. Dạ. Chị là Lan, em là Ngọc Lan. Dạ. Hai song Lan. Dạ. Em chào chị. Em là đại diện bên đàn trai thì em thấy chị vì tuổi tác của chị và anh em thì nói chung cũng không chênh lệch nhiều. Quan trọng là vấn đề đây là chúng ta thương yêu nhau, lo lắng cho nhau nếu mà hợp với nhau đến. Còn cái vấn đề con cái thì theo em nhìn nhận là cũng không cần thiết gì mấy. Có thì cũng được, không có, có còn tốt, không có cũng được. Quan trọng là về già mình hữu hỷ, mình lo lắng cho nhau là tốt là chị. Còn vấn đề em thấy chị thì cỡ này với anh cũng ok lắm. Nếu mà mở rào ra anh chị cảm thấy hợp thì mình bấm chuông để tìm hiểu, để về nương tựa nhau đến tuổi già. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn chị. Em đi với ai vậy mà? Em đi với này mấy anh chị em. Cái là gì của mình? Đây là em. Em hả? Vâng. Rồi. Dạ, em chào người nhà gái ạ. À. Mình cầm video giùm mà. Mình khỏi đeo đó luôn đi được không? Đài nó cho. Dạ. Mình đeo vô. Mình đeo vô ạ. Vì đài nó vẫn còn cái Covid gì đó. Chào chú Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thật sự hôm nay là cháu rất vui khi có cơ hội được ở đây và được tham gia chương trình với chị của cháu là chị Tuyết. Và hôm nay thì cháu cũng rất là vui khi được gặp chú. Đối với cháu thực sự mà nói đó chính là chú giống như một người hùng. Trời ơi, và chị Tuyết mà này chú. Cháu thấy rằng chị của cháu cũng giống như là một nhà đầu tư. Thì em tin rằng chị, nếu như chị đầu tư thì chị chỉ có lãi chứ không bao giờ lỗ. Vậy nên là
Thực sự là đối với một người hùng như chú thì em nghĩ rằng là chị hãy mở rộng trái tim mình và dũng cảm lên tìm hiểu. Mọi thứ khác biệt đều có thể dung hòa. Em chúc chị hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn mọi người. Hay quá vậy em gái. Hay quá. Rồi, bây giờ mình mở rào thôi cho hai bên gặp mặt. Mình cũng nôn nao lắm rồi. Đúng rồi, mở rào. Chị biết nhưng mà lại là chú. Không sao. Bắt đầu đi anh trai. Chào em. Em có món quà tặng em. Vâng. Em cảm ơn. Đứng đó, đứng đó, đứng đó. Còn quà của chị gửi quà cho anh. Hồi hộp mà khi nhìn thấy anh hồi hộp quá cho nên là em quên mất em tặng anh. Cảm ơn em. Hồi hộp tới nước rớt luôn. Mở 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 ra coi gì đó. Rồi bứt dây luôn rồi. Mở cái hồi nắp hộp thôi quá. Mà. Anh ơi. Mở nắp bứt dây. Em mở giúp anh. Rồi hên quá, khẩu cái nịch. Cảm ơn em. Hên quá. Anh em, em hên. Muốn nói với anh thêm một chút về hôm nay em tặng anh cái thắt lưng. Thứ nhất là trên thắt lưng này có tên của em. Thứ hai là em còn muốn cột chặt. Cột chặt cuộc đời của anh đúng không? Em thắt lại, nó cứng ngắc luôn. Trời ơi. Chắc chưa ai tặng quà lần nào. Chưa, nói giờ chưa. Hộp nó mở lên vậy, anh bứt luôn sợi dây. Thấy không? Hồi đó thì chưa ai tặng quà cho anh lần nào đúng không? Dạ, chưa anh lần thương không? Đây là món quà đầu tiên, cũng là món quà. Rồi nhớ mãi luôn ha. Dạ. Nó trời hên quá, trời nịch. Rồi, bây giờ hai anh chị cùng đối diện với nhau nói chuyện đi nào. Em ở Phú Quốc á, em làm công việc gì ở ngoài ạ? Em nấu cơm. À. Cho các anh chị em nhà em ở đây ạ. À, như nấu cơm cho công nhân á. Cho gia đình. Cho gia đình nhà em. À. Thực ra hình như là vừa nãy em ở bên này em nói, nhưng mà em có nói nhưng bên này là anh không có nghe, hình như là không nghe. Không nghe hoặc là anh không muốn nghe hoặc là anh không để ý không em có, nói đừng nói vậy anh không nghe. Đấy, đâu anh không nghe, nói nhỏ quá không nghe thôi. Nãy giờ em bị nói nhỏ đó. Chị làm bất động sản nè. Dạ em làm về bên bất động sản anh. À, Phú Quốc giờ đất đang lên lắm rồi. Ở Phú Quốc em có thường lên Sài Gòn rồi. Em cũng có. Ừ. Các em ở trên Sài Gòn này cho nên là em cũng qua lại đây ạ. Thì nói chung là 47 năm thì anh cũng như là có tham gia để hẹn hò đó, thì anh cũng mới biết được người bạn gái, nhưng mà không biết là có duyên hay không. Nhưng mà vâng, thật sự lần đầu tiên mới biết em thì thấy em khó cảm tình. Thấy à? Khó cảm tình hả anh? Có. Anh thấy khó cảm tình. Tại anh run quá, anh nói cái thành khó rung. Tại hồi đó giờ cũng chưa có bao giờ mà thường nói yêu quá cho nên giờ không nói yêu yêu nói yêu gì yêu. Thế thì bây giờ anh sẽ phải nói yêu đi để cho nó quen. Rồi em lên Sài Gòn đây, ví dụ như anh ở dưới Phú Quốc á. Vâng. Rồi một tuần em lên Sài Gòn một lần, hay là em lên đây có gia đình hay người em thân? Thi thoảng thôi ạ. Em có việc ở trên đây em mới lên ạ. À. Vâng. Thì có người thân ở Sài Gòn này ha. Dạ. À, đó là làm sao? Người đó làm sao với? Là em của em ạ. À, em. Vâng. À, nãy nghe nói em giới thiệu là em có một đời chồng đúng không? Dạ. Thì có cháu không? Em có một cháu ạ. À. Em có một cháu trai. Năm nay con em cháu cũng 35 tuổi rồi ạ. 35? Vâng. Ủa cháu... em 50 sao có con 35? Vâng, em lấy sớm mà. À.
Trời ơi, bởi vậy em mới 15 mà anh nay 47 vậy chưa? Anh bây giờ anh đang chất vấn em hay anh đang truy cứu em? Không. Coi chừng họ truy cứu đó. Nói hồi em, lộ 15 em có một cháu. Nhưng mà con em thì cháu đã có gia đình riêng rồi và cháu cũng đã tự lập được rồi. Kể cả là ở ngoài Bắc thì em chỉ ở gần các cháu thôi chứ em không ở chung. Ở ngoài Bắc thì em cũng đã ở riêng rồi. Rồi chẳng hạn mình quen nhau, dạ, rồi mình hẹn hò. Chắc nếu mà em ở Sài Gòn này thì chắc cũng gặp anh Thường nhiều khi em về Phú Quốc á. Vâng. Chắc có thể một tuần hoặc là 10 ngày vậy anh đến thăm em lần chắc được hả? Anh có ra Phú Quốc không? Có. Nếu em ở Phú Quốc anh có bay ra Phú Quốc không? Phú Quốc thì anh chưa có ra tới nhưng mà anh có nuôi 3-4 ca ở Gạch Giá. Đi tàu quá, đi tàu. Có gì đâu thì có sếp đây nhận vài ca Phú Quốc ở ngoài luôn, có gì đâu. Đơn giản thôi mà. Ở Phú Quốc cũng có những nhu cầu người ta chăm sóc bệnh nhân. Đó thì đây sếp ở đây liên hệ rồi, không mấy tôi liên hệ cho. Xin với ý kiến với anh Quyền Ninh này, em cũng đang là bệnh nhân, em cũng đang rất muốn có người chăm sóc. Đó, trời ơi. Vô luôn. Vô luôn. Mà nếu như đã chăm sóc em thì là em sẽ phải thuê dài hạn. Ok. Quá hay luôn. Anh thấy thế nào? Bệnh nhân này cả cuộc đời được không? Dạ, dư ạ. Được ạ. Có tính tiền bạc gì không? Dạ chắc em từ thiện luôn quá. Nếu như anh có lấy tiền công thì anh sẽ lấy một số tiền mà em có khả năng trả được. Còn nếu lấy nhiều quá thì em không đủ khả năng. Ta từ thiện luôn cả cuộc đời luôn rồi. Ừ. Sếp chuẩn bị mất nhân viên rồi đó. Thám ơn. Coi như thất thu rồi đó nha. Anh, em muốn hỏi anh một chút là ở trên Sài Gòn này anh đã có nhà chưa? Nói chung là anh năm anh 12 tuổi anh đi làm anh nuôi mấy đứa em. Vâng. Rồi thì thật sự là bây giờ anh nuôi lớn lên anh bằng cách nay khoảng chừng 10 năm á. Vì trước á. Vâng. Là trong cái bóp của anh chưa được 3 dĩa cơm. Anh mặn như là anh gửi về nhà hết. Vâng. Gửi về cho gia đình mua gạo thóc cho mấy đứa em, rồi tập sách vở cho mấy đứa em ăn học. Rồi cha thì bệnh tim rất là nặng. Rồi sau cha mất cách nay 7 năm. Vâng. Thì các bầy em của anh nó lớn lên hết rồi. Nó có cơ sở, cơ ngơi cũng nho nhỏ, nó có đủ sống hết. Vâng. Rồi mẹ của anh thì nó dành nó nuôi luôn. Nó, anh gửi tiền nó, anh ba ơi, anh cứ để dành đó thì mai mốt của vợ. Thì 7 năm nay, 8 vâng. năm mà. Vâng. Thì anh cũng có dư được mớ. Cho nên anh quyết định anh đi tìm một người. Được bao nhiêu rồi anh? Thì nói thật là anh nói thiệt anh còn dư gần 500. Nói thật. Đầu tư không chị? Không. Em đang em đủ mua miếng đất anh ở Phú Quốc. Em đang muốn như này. Hai người hùng mua miếng. Em đang muốn mua căn nhà ở trên đây, có thể là anh em mình góp vốn mua chung có được không? Được, được cái gì đâu em. Vâng. Nhưng nếu mà phải góp vốn thì anh thì anh có nhiều đó, có nhiều đó, anh dám mua đủ thì nếu nếu mà như thế mua ở đây thì này góp mỗi người 500 còn lại ngân hàng trả, tôi mua cho một miếng ở vùng ven, không muốn thì ở trong đủ. Thành phố chứ ở trong thành phố này chứ vùng góp mà nếu mà thì ít quá mua thành phố không nổi đâu. Còn không ra Phú Quốc đầu tư miếng cũng còn nói chung là anh còn cái là nhà ở dưới á, nhà cũng 200 mấy mét mà ở dưới quê á nghe. Bán được không? Bán được nhưng mà bán là mai mốt rồi già không biết nằm ở đâu. Tính xa quá. Anh ơi bây giờ em đề nghị với anh như thế này. Nếu như mà anh em mình xác định về chung một nhà, công việc của anh ở trên Sài Gòn này thì nhất định sẽ phải là mua một cái nhà ở trên đây. Thì anh nói anh có nhiều đó không biết đủ. Dạ chưa nói hết. Dạ ở Sài Gòn. Anh để đó anh lo. Chuyện nhà cửa em lo. Vậy thì quá tốt. Không, đúng ra thuyền theo lái gái theo chồng đúng không? Đấy là câu tục ngữ của rồi. Mình. Nhưng mà đây em đang muốn là cũng có thể là em phụ thêm anh thôi.
thì cũng có thể là bằng cách nào đấy anh ấy chăm lo cho các em anh rồi, thì bây giờ các em anh ấy có thể là cũng giúp đỡ anh ấy một chút nào đấy chẳng hạn. Em thì em không đòi hỏi nhiều, mà em chỉ cần một cái nhà để cho hai người ở rồi anh tiện làm việc ở trên này. Thì nếu như mà em thích thì anh nói ở nhà ở Sài Gòn thì nó rất chừng một căn nhà chắc tiền dữ trận lắm. Thấy tưởng quá. Mua cho thì anh có dốt anh có nhiêu đó. Còn nói chung là dưới quê anh được. Thành phố Hồ Chí Minh 500 triệu Hùng thêm đây nữa mua được cái nhà. Nhưng mà ở rất nhiều quận còn đang, ví dụ nhiều quận Củ Chi giống như Hóc Môn nè, Củ Chi nè, Nhà Bè nè, Cần Duột nè. Em muốn ở quận 1. Quận 1 đó hả? Vâng. Khó. Quận 1 với ảnh thì hơi khó đó. Tôi chị còn chưa mua được. Dạ, quận 1 dạ, em với chú Linh cũng chưa không dám mơ mua nhà quận nhất. Có chị có tiền chị mua thôi. Không, chứ. Đây dạ. Là em đang mơ. Mơ thì ai cũng có quyền mơ, tôi mơ còn chưa được. Tôi còn chưa mua cái nhà quận 1 được nữa. Tụi em còn phải đi về Dùng Giang, về quận 7 ở. Tôi còn mua quận 19, 20 không á. Thế thì là thế này là anh Linh là đã hứa là có 500 thêm 500 nữa là sẽ tìm mua đất vùng ven được cho anh này được. Không? Vùng ven mua được. Rồi. Củ Chi là ngon. Mỗi người hùng 500 đi. Tôi kiếm miếng Dùng Giang cho. Cảm ơn Linh nha. Xin lỗi chứ chùm bất động sản. Trời ơi. Đại gia đất. Không có đất ở đâu mà không có hết đó. Tôi có khoảng mười mấy miếng đất, mỗi miếng trăm mét ở Cà Mau 100 mét nè, Tiền Giang 100 mét, Long An 100 mét, đất ruộng không, cò bay chút xíu là tới, được chưa? Có đất đâu, quan trọng là mình có đất là được rồi, ở đâu không cần biết, dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Anh ấy nói thế thôi, anh có dám theo em về ngoài Bắc ở không? Nói chung là cái cách 7-8 năm về trước á, anh nuôi ở Hà Giang là một năm mấy. Về Hải Phòng á, anh nuôi là 2 ca, 3 ca. Em gần không năm nói đến 2-3 ca. Nhưng bây giờ anh có này về đấy ở được với em không? Người ta ở thuyền theo nái cái theo chồng, nhưng bây giờ được, đó là anh nói chung là chỗ nào là chim lành đất đậu à. Vậy đi, đất đai tính sao? Không, mà về đấy không phải mua nhà. Về Bến Tre cũng đã về Tiền Giang. Cái Bè cũng đâu có mua nhà đâu. Cái Bè là đang phát triển dữ dội luôn ha. Cái Bè là một trong nơi du lịch có chợ nổi nè. Cái Bè vừa có cái bè vừa có cái nhà nữa. Cũng rất là sướng luôn ha. Em mà đó giờ có thường đi xuống Cái Bè mấy miền Tây chơi không? Em có. Tết vừa rồi đây em ăn Tết ở miền Tây. Rồi. Bữa nào dẫn về quê đi. Rồi, khi nào mà có dịp á, xa lắm. Anh sẽ dắt anh về đi chơi ở chợ nổi vui lắm. Vậy đi. Còn nếu 500 triệu tôi hùng vô chứng khoán được. Rồi, đứng đây, hai người đứng đây nào. Đó. Anh ơi, anh chưa nắm tay ai bao giờ, hôm nay anh nắm tay em thế này. Anh nắm như thế nào? Nắm như thế nào đó? Nắm như thế nào? Cái đó là nắm tay bệnh nhân đó, đang chuẩn bị là dìu vô giường bệnh. Còn đây, dạ, đó. Đó, tôi thương ông anh tôi ghê luôn vậy đó trời. Anh thấy thế nào? Thì anh thấy làm như nó có sản phái hay sao? Có sản phái. Nghiệp không? Chị ơi, còn zin đó. Còn zin à? Còn zin đó. Zin thật đấy. Zin, còn zin đó. Chị cho nên là chị. Thiệt á. Chị từ từ thôi. Đồng nghiệp á. Đồng nghiệp nói đó. Cái chuyện anh ế là nổi tiếng luôn. Em ế nguyên thủy luôn. Thôi, bây giờ thật ra thế này nè. Anh bảo anh còn nguyên thủy. Bây giờ anh đúng á, thật ra này nè. Bây giờ mình nãy giờ mình có thể đùa vui ha, mình có thể giỡn, nhưng mà bây giờ thế này. Mình lắng động lại chút xíu đi. Mình lắng lòng chút xíu, mình kiểm tra đi. Chúng ta không thể gọi là bấm nút vì bất kỳ điều gì hết. Nếu mình quyết định bấm nút là mình bấm liền luôn. Còn không quyết định, mình không cần bấm. Linh biết chắc rằng sau câu chuyện ngày hôm nay, rất là nhiều người
sẽ tìm địa chỉ của anh. Và rất nhiều người cũng sẽ tìm địa chỉ của chị. Bởi vì hai con người này cũng rất là hay nha. À, rất là vui vẻ, năng động ha. Một người cũng dễ thương. Một người này thì khỏi phải nói rồi. Cái ngành nghề của anh thì ai cũng trân trọng hết trơn á. À, mình lớn rồi mình đủ quyết định, đưa ra quyết định đúng lúc ha. Mà đưa đúng quyết định là phải chính xác nha. Mình phải có trách nhiệm với nó chứ không phải bóng vì bất kỳ điều gì cả. Đúng rồi. Rồi, khi mà Linh nghĩ rằng nếu mà hai anh chị đến với nhau rồi, tình yêu đủ lớn thì chuyện gì cũng có thể làm được hết. Yeah. Bởi vì sóng gió chúng ta đã vượt qua hết rồi. Cái tuổi này chúng ta phải đưa ra quyết định đúng đắn. Có thể là mình phải hy sinh cái công việc của mình, hy sinh cái nơi ở của mình. Thí dụ như là mình phải theo một người nào đó, hy sinh công việc của mình là mình nghỉ công việc để mình theo. Hoặc là có thể vẫn làm chăm sóc bệnh nhân dài hạn chẳng hạn. Chăm sóc bệnh nhân cả cuộc đời. Mà cũng không khó. Thật ra công việc của anh này không có khó đi đâu cả. Có thể về Hà Nội. Sếp của anh có thể nhận một bệnh nhân ở Hà Nội 1 năm, 2 năm, 3 năm là chuyện bình thường. Rồi khi chúng ta tìm hiểu yêu nhau, ta ở nhau trọn đời luôn. Anh hả? Dạ. Đúng không? Rồi. Em thấy anh những tóc anh nó sao sao nhỉ? Hả? Dạ. Thấy cái tóc thật trân à? Ừ. Hồi lên hả? Không, bây giờ Linh nói là mình cứ nói thật với nhau hết đi. Hả? Mình bấm nút xong là mình cứ nói thật với nhau hết tất cả những cái gì mình có sao mình nói vậy nha. Bây giờ anh và chị để tay vào nút bấm đi. Mình bấm nút xong rồi mình giải quyết. Bấm nút. Có bấm hay không là do anh chị nha. À, chúng tôi không khuyến khích bấm để làm vui lòng mọi người đâu. Bấm nút xong rồi mới bấm nút xong là chúng ta đã tạo cơ hội để làm quen với nhau. Quay nút quay nào nó mất tiêu rồi. Đó. Quay nút. Ừ. Bây giờ quyết định là của chị nha. Mình đã từng bị tổn thương rồi, mình muốn vá lành những vết thương trong trái tim của mình, thì mình quyết định cho đúng đắn. Anh ơi, nhưng em muốn hỏi anh thêm một chút nữa là. Hỏi đi em. Thế nếu như mà mình có thể đến với nhau thì theo như anh là khoảng bao nhiêu thời gian nữa thì mình có thể là về ở đồng với nhau? Thì nếu đó là mình tính, ví dụ trong một thời gian ngắn thôi, rồi có thể mình tìm hiểu trong một thời gian ngắn, tại mình lớn tuổi rồi không có thể để dài được. Thực đúng. Ra là nếu ngắn thì em cũng lại chưa được, tại vì em còn công việc ở ngoài Bắc rồi ở trong này nữa. Nếu như mà thế thì tùy gì được, tùy ý em thôi. Anh cũng chiều em luôn. Dạ. Anh đã bấm rồi đó. Đã bấm ngay từ giây phút đầu tiên luôn. Không, nhưng mà nếu thế thì anh có chờ em được khoảng 2 năm nữa để em thu xếp mọi việc không? Cũng, tại vì cũng... ở ngoài kia còn gia đình, còn con cái, còn còn công việc của em ngoài đấy. Được. Cũng được. Thì anh nên lo làm 2 năm nữa thì cũng được thôi. 2 năm nữa lên 700. Thế thôi anh em mình cứ cho nhau cơ hội. Còn đâu là tùy duyên, được đến đâu thì được. Okay. Anh nhá. Vâng. 1, 2, 3. Nè, anh chị đứng đây. Anh chị bây giờ chính thức đã là của nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Được chứ anh? Được. Anh thấy thế nào? Hợp lý đó. Chị là người hãy chủ động tất cả mọi việc. Bởi vì thật ra anh rất là hiền. Anh chưa bao giờ biết yêu cả. Chưa bao giờ nắm tay một người phụ nữ. Chưa bao giờ hôn ai cả luôn. Thế này em son. Son đấy. Nào. Đặt nụ hôn đầu tiên đi. Em không à? Đúng. Không lẽ tôi hôn? Cho anh Hùng cái nha. Hùng đi. Rồi biết muốn Hùng sâu. Trời ơi, cả cuộc đời anh không lẽ. Sao chị né? Không lẽ cả. Thơm, cả cuộc thơm, đời thơm của anh chán. Đến bây giờ mà không lẽ Hùng cái đồ Hùng nó vất vả như thế. Chị có thể đứng yên, năn nỉ đó. Chị có thể đứng yên cho anh Hùng.
Anh thấy thế nào? Thấy đã anh Linh à? Thương lắm á. Đừng làm tổn thương anh trai của tôi nha. Chị, người đàn ông của chị ở đây mà chị đi đâu vậy? Chị hãy luôn ở kế bên cạnh anh ấy chứ. À, chúng ta bấm nút không vì điều gì cả. Chúng ta bấm nút như nãy chúng tôi nói là hãy có trách nhiệm với nút bấm đó. Và đừng làm tổn thương bất kỳ ai cả. Bởi vì chính chúng ta đã từng bị tổn thương rồi. Mình biết rằng khi mình tổn thương, mình đau cỡ nào đó. Và nếu như trong những cuộc nói chuyện sắp tới đây, anh chị cứ hẹn hò với nhau, nói chuyện với nhau rõ ràng luôn, bởi mình cũng lớn rồi. Nếu yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói một đàn cho xong. Bây giờ nói ngay làm ra được yêu. Bởi bây giờ là mới có cảm tình một chút, sao khiến một chút thôi, chứ bây giờ nói yêu thì chưa yêu. Đúng rồi, nói thì bây giờ là anh chị sẽ có một ngày nói chuyện với nhau nha. Quan trọng thật sự nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc trong cái câu chuyện này, bởi vì đây người đàn ông nếu mà gọi là bị tổn thương thì cũng đau lắm á. Ha? Thôi. Anh chị có thể đủ để đưa ra những quyết định của mình rồi. Chúc anh chị sẽ sớm hạnh phúc. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Linh, cảm ơn Lan, cảm ơn chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả.